Việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, tích cực và động viên nhân viên không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá các yếu tố quan trọng để tạo ra điều kiện làm việc an toàn và tích cực, từ việc xây dựng một văn hóa an toàn đến cách thức động viên nhân viên làm việc hiệu quả. Phần 1. Xây dựng văn hóa an toàn. Một môi trường làm việc an toàn là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự thịnh vượng của cả tổ chức lẫn nhân viên. Để thực hiện điều này, việc xây dựng văn hóa an toàn là cần thiết. Điều này bao gồm việc thúc đẩy ý thức an toàn. Tất cả nhân viên cần nhận thức về tầm quan trọng của an toàn trong công việc hàng ngày. Sự chia sẻ thông tin về tai nạn, biện pháp phòng ngừa và kinh nghiệm giúp tạo ra một tinh thần an toàn chung. Đào tạo và hướng dẫn, cung cấp đào tạo thường xuyên về an toàn, cách sử dụng thiết bị và thực hiện quy trình đúng cách. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tạo niềm tin cho nhân viên. Khuyến khích báo cáo an toàn, tạo ra một môi trường nơi mọi người dễ dàng báo cáo các tình huống nguy hiểm hoặc sai sót mà họ gặp phải mà không bị trừng phạt. Phần 2. Tạo động lực và tích cực. Môi trường làm việc tích cực và động viên có thể giúp tăng cường tinh thần làm việc và hiệu suất của nhân viên. Dưới đây là một số cách để thực hiện điều này. Gợi mở sự sáng tạo, khuyến khích nhân viên tham gia đóng góp ý kiến và ý tưởng của họ. Tạo cơ hội để họ thể hiện sự sáng tạo và thử nghiệm những giải pháp mới. Tạo môi trường hỗ trợ, lắng nghe và chia sẻ thông tin một cách chân thành với nhân viên. Hỗ trợ họ trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và phát triển sự nghiệp. Khen ngợi và thưởng thức, tôn trọng và ghi nhận thành tựu của nhân viên. Khi họ cảm thấy được đánh giá cao, họ cảm thấy động viên và sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn. Phần 3. Hiệu quả làm việc. Để đảm bảo nhân viên làm việc hiệu quả, môi trường làm việc phải đảm bảo cảm giác thoải mái và tạo điều kiện tốt nhất cho công việc. Các yếu tố quan trọng bao gồm cân bằng công việc và cuộc sống, khuyến khích nhân viên duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này giúp họ duy trì năng lượng và hiệu suất làm việc cao. Cơ hội học tập và phát triển, cung cấp cơ hội học tập liên quan đến công việc, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp. Tổ chức công việc hợp lý, giúp nhân viên quản lý thời gian và công việc một cách hiệu quả hơn thông qua việc thiết lập mục tiêu rõ ràng và ưu tiên công việc. Việc tạo ra điều kiện làm việc an toàn, tích cực và động viên nhân viên làm việc hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tổ chức. Bằng cách xây dựng văn hóa an toàn, thúc đẩy sự sáng tạo và cung cấp cơ hội phát triển, chúng ta có thể tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho tất cả mọi người. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.